Các bạn, hôm nay đề tài của mình là nói về đạo đức của một người đầy tớ nhân dân, của một đội viên, một đoàn viên, một đảng viên. Bình thường nếu như mà bản thân Trúc Thuận làm cái gì sai thì mấy bạn có quyền là bên chính quyền đúng không? Xuống ốp mình về security, rồi xuống ốp mình, đưa mình về địa phương, đưa mình về đồn, đưa mình kêu bằng về về bốt á, về bốt á mấy bạn. Thì ok, cái đó mình đồng ý, mình chấp nhận đúng không? Mà đằng này mình đâu có làm gì sai. Cái lá cờ vàng quốc gia đó, cái lá cờ vàng của chánh thể Việt Nam Cộng Hòa đó, nó là cái của cái đảng phái Cộng Hòa đó, nó thuộc cái sở hữu của thuộc cái kế thừa của bản thân Trúc Thuận. Ok, thì mình cái logo đó mình có thể để ngoài cổng, thấy không? Chính quyền xuống gỡ của mình, gỡ của mình được thì đem lại đây trả cho mình, thấy không? Đó, cái đó ok, đó là cái tối thiểu của một cái người đầy tớ nhân dân nha. Đó, mấy bạn suy nghĩ lại giùm mình, thấy không? Nhưng mà bây giờ kêu mình, bây giờ mình ốp mình, đưa mình về, trừ khi mình làm cái điều gì đó sai với pháp luật. Ở đây pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật quốc tế, mình không có sai gì hết. Mình không có sai gì hết nha. Cái biểu tượng cờ vàng quốc gia, cờ vàng của chánh thể Cộng hòa, mình có thể là mình hiển thị ở một nơi nào đó, thấy không? Gọi là mình hiển thị ở một nơi nào đó, mình không sai. No 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 no, mình không vi phạm pháp luật, ok nha. Cho nên là cái gì, ví dụ như bây giờ hôm nay mình làm cái điều gì đó sai với pháp luật thì mấy bạn đưa cái ốp tại áp mình về, ốp mình về bot á, thì tự mình lên đó thì mình sẽ mình sai ở chỗ đó thì mình tự mình đi về. Hôm nay đằng này mình không sai gì hết thì mấy bạn xuống đây, mấy bạn lấy cái gì ở đây thì mấy bạn trả lại ở đây cho mình nha, chứ mình không có rảnh để mình đi lại lên chỗ mấy bạn mình lấy lại, hiểu không? Đó, nó là như vậy, cái tối thiểu của cái đạo đức làm người á mấy bạn nha. Vậy thôi, xin chào.